Toàn hả? Vừa đi câu về hả? Wow, mấy con cá lóc đồng to lắm hả? Trời quá đã. Chiều nay hả? Được sao không được? Thôi quyết định vậy đi. Chiều gặp nha. Chiều anh qua nhà Toàn hả? Không, Toàn qua nhà mình cầm theo mấy con cá lóc đồng á, to lắm. Em xem tôi coi có cái món gì ngon ngon nấu cho tụi anh đi. Vậy anh thích cá lóc hấp, cá lóc nướng hay là canh chua cá lóc? Em ơi, em xem thêm có cái món nào mà nó khác khác lạ lạ chút được không? Để em nghĩ xem nè. Ủa? Sao trùng hợp vậy nè? Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một món ăn từ hương đồng gió nội rất mới lạ và ngon miệng. Chính xác đó Hồng Hanh à. Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thực hiện món cá lóc phi lê sốt gừng. Wow, món ăn này mới nghe tên là đã thấy hấp dẫn rồi đúng không quý vị? Và không biết là đầu bếp Thanh Vũ đã chuẩn bị những nguyên liệu gì để thực hiện món cá lóc phi lê sốt gừng này đây? Thưa các bạn, chúng ta cần có một phi lê cá lóc khoảng 300g, hành lá, hành tím băm, tỏi băm, 20g rừng sợi, tương ớt, dầu hào, bột bắp, nước dùng, một số gia vị thông thường và ajiquit bột chiên gà giòn. Quý vị ơi, chỉ riêng cá lóc không thôi thì nghe đã rất là thơm ngon rồi mà bây giờ lại còn được kết hợp chung với gừng nữa. Không biết là món ăn hôm nay của chúng ta sẽ như thế nào đây? Hồng Thanh đang rất là tò mò. Thưa các bạn, đầu tiên thì chúng ta phải ra phi lê cá lóc. Chúng ta sẽ cắt cái đầu của cá lóc ra như vậy trước. Chúng ta sẽ chặt cái phần xương gỗ đây. Rồi, chúng ta sẽ để đây. Phần đầu cá lóc này chúng ta có thể nấu canh chua hoặc chúng ta có thể tẩm bột, chúng ta chiên giòn luôn cũng được. Kế tiếp chúng ta rạch dọc hai cái sống lưng cá như vậy. Đây, chúng ta có được một miếng phi lê như vậy. Chúng ta sẽ cắt lát dày khoảng 1cm và chúng ta cắt có bề bản khoảng 2cm. Bây giờ tất cả xong anh sẽ cho vào trong một cái tô như vậy. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ ướp cá. Chúng ta sẽ cho nước tỏi nè và nước hành vào trong đây chúng ta ướp khoảng nửa muỗng cà phê tiêu. Thưa các bạn, để cho cá chúng ta không bị cháy, bị khét sau khi chiên mà cá chúng ta vẫn còn giữ được cái mùi thơm của nước gia vị thì chúng ta nên ướp cá với lại nước hành tím và tỏi băm nha các bạn. À, thì ra đây là một bí quyết mà đầu bếp Thanh Vũ vừa mới chia sẻ cho tất cả chúng ta. Đó là chúng ta sẽ ướp cá với nước hành tỏi để khi chiên thì cá vẫn có mùi thơm mà lại không bị cháy. Một bí quyết rất là hay, quý vị hãy lưu ý nha. Cá sau khi chúng ta ướp xong thì bây giờ chúng ta sẽ tới phần chiên cá và làm sốt. Rồi, vào đây em mở giúp lửa ha. Dạ, đóng vào đây một cái chảo để anh làm sốt. Chúng ta cho vào đây một ít dầu. Chúng ta dùng hành tím băm, tỏi băm, chúng ta đã bắt lấy nước như vậy. Chúng ta cho vô, chúng ta xào. Chúng ta xào hành tỏi cho thơm ha. Và chúng ta cho khoảng 20g gừng cắt sợi vào luôn các bạn. Quý vị ơi, đầu bếp Thanh Vũ đang phi thơm cái phần gừng cắt sợi này. Không biết là việc này thì có công dụng gì đặc biệt không hả anh? Chúng ta phi thơm, chúng ta xào thơm gừng cắt sợi như vậy thì để cho món sốt của chúng ta mới có mùi đặc trưng được chứ. Đây cũng là một bí quyết nữa mà quý vị hãy lưu ý khi mà chế biến món ăn này nha. Là chúng ta sẽ phi thơm gừng cắt sợi để nước sốt gừng của chúng ta sẽ dậy lên mùi gừng đặc trưng. Kế tiếp thì chúng ta sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước tương Phú Sĩ, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh dầu hào, thêm vào đây khoảng 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng nửa chén nước dùng và chúng ta hòa vào đây khoảng 1 muỗng canh bột bắp nha các bạn. Rồi đây, chúng ta sẽ cho vào như vậy nha. Rồi, sau khi chúng ta khuấy sốt cho sốt vừa sánh sệt như vậy là được nha các bạn. Bây giờ anh sẽ chiên cá. Dạ rồi. Đây. Còn một điều nữa, không biết Hồng Thanh cũng như quý vị khán giả có để ý hay không. Khi nãy tôi ướp cá trong đây, chỉ có nước hành tỏi và một tí xíu tiêu thôi. Bây giờ chúng ta chỉ cần cho một gói ajiquit bột chiên gà giòn vào. Vừa làm cho cá chúng ta giòn mà vừa làm cho cá chúng ta có đầy đủ gia vị trong đó các bạn ạ. Bây giờ chảo dầu chúng ta đã nóng rồi, chúng ta sẽ cho những miếng cá vào chúng ta chiên. Chúng ta sẽ chiên khoảng bao lâu thì là món cá của chúng ta được ha? Khoảng chừng 2 phút thôi là cá chúng ta để chuyển sang vàng đẹp như vậy. Nha. Và chúng ta sẽ cho vào trong cái dĩa có lót giấy thấm dầu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cho những miếng cá phi lê lên. Sốt sau khi chúng ta đã hâm nóng lại, chúng ta rưới lên trên cá như vậy. Rồi anh rắc lên đây một ít hành lá cắt nhỏ nè. Ớt sừng cắt sợi mình cũng rải lên đây luôn. Bây giờ sẽ mời em
dùng thử và phát biểu cảm nhận của mình nha. Dạ, xin cảm ơn anh Thanh Vũ. Và bây giờ thì Hồng Thanh sẽ chia sẻ cho anh Thanh Vũ cũng như quý vị khán giả được biết về mùi vị của món ăn ngày hôm nay mà chúng ta đã thực hiện. Đó là cái thịt cá thì vẫn giữ nguyên được cái vị tươi ngon và cái vị ngọt của nó. Cá cắn vào thì cảm thấy rất là giòn giòn, chắc là nhờ đã được áo qua một cái lớp bột Aziquick, bột chiên gà giòn. Và vị thì rất là vừa ăn, thêm nước sốt thì lại sánh sánh và có màu nâu vàng đã đẹp rồi. Mà ăn vào thì đặc trưng rất là nồng cái vị gừng thơm và ấm. Món ăn này mà được dùng chung với cơm trắng nữa thì chắc là không còn gì bằng vào những cái ngày mưa hè mát mát này luôn đó quý vị. Quý vị thân mến, chúng tôi hy vọng rằng chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ là một người bạn chân thành để giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị có liên quan đến công việc bếp núc. Hãy gửi thư về cho chúng tôi theo hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại về số 0838237557, hoặc cũng còn cách khác là quý vị có thể truy cập vào trang web của chương trình tại địa chỉ www.monngonmoingay.com. Hoặc là quý vị cũng có thể tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đi đến trang web của chương trình. Còn bây giờ, đầu bếp Thanh Vũ và Hồng Thanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.